Dạ vâng, em xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương. Dạ vâng, một mẫu xe E250 tuyệt đẹp vừa được em Khương săn tìm về cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, thì vừa rồi em có mấy mẫu xe mẹc E thì cũng rất là nhanh các bác, những bác mà có duyên, những bác mà nhanh tay thì đều đã sở hữu được của em ạ. Vâng, thì có một số bác cũng do là chậm chân hơn một chút, xem sau clip nên là chưa chốt được, thì hôm nay em sẽ dành đến các bác nhà mình một bác nào mà yêu thích mẹc E, một chiếc xe đẳng cấp, một chiếc xe sang trọng của phân khúc D. Vâng, mà giá tiền thì thực sự các bác là trước thì nó là ao ước của rất là nhiều bác, nhưng mà bây giờ thì nó là trong tầm với rồi các bác ạ. Vâng, trong tầm với rồi, khấu hao hết rồi các bác ạ. Con này thì nó là xuất sắc luôn nha các bác nhé. Các bác đã theo dõi kênh của em biết rồi, em chỉ có làm hàng tuyển chọn thôi cho các bác nhà mình thôi ạ. Xe mẹc đời này là phải chất các bác ạ, không mua rẻ, phải mua chất các bác nhé. Con này của em zin hết tuyệt đối các bác ạ. Tất cả các cái tình trạng zin đét tuyệt đối luôn, máy móc zin hết luôn các bác ạ. Em nó chạy chuẩn được có gần chục vạn thôi các bác nhé, gần chục vạn. Xe đẹp lắm các bác nhé, sản xuất 2010 luôn. Con này nó là màu lâu lâu đen đen này các bác này, một cái màu rất là sang trọng luôn cho các bác nhà mình này. Em đi qua một vòng ngoại thất cho các bác nhà mình xem nhé. Con này thì nó rất là đẹp luôn các bác, mà giá tiền thực sự các bác là nó bây giờ nó rất là vừa phải thôi. Đấy, một chút nữa em sẽ thông báo giá cho các bác nhà mình nhé. Đấy, các bác nhà mình cứ xem chất lượng đã, rồi giá cả thì tính sau các bác nhé. Em vừa ấy về thì rửa qua nước lã lên sóng luôn cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, thì đáng nhẽ là em cũng đang có cái lịch hẹn một chút, đang tiếp khách, nhưng mà em tranh thủ em lên sóng cho các bác nhà mình để các bác nhà mình, bác nào mà chưa chọn được chiếc xe nào cho mình thì có thể tham khảo chiếc xe của em. Vâng, thì bác nào mà ở 23 thì có thể tham khảo cái chiếc xe của em nhé, 08609, một cái biển rất là đẹp. Vâng, và con này thì nó là gốc Hà Nội luôn, gốc Hà Nội. Trước là của anh bạn anh chơi với em, thế là cũng để cho toàn anh em bạn bè thôi. Anh này anh ấy cũng công tác ở ngoài Hà Nội, nhưng mà quê anh ấy thì là ở trên Hà Giang. Đấy. Cho nên là anh ấy sang tên cái biển này để anh ấy đi, anh thích sang tên cái biển này. Vâng, thì con này nó gốc Hà Nội, thì bác nào Hà Nội hay Sài Gòn thì không lo là mất 20 triệu tiền biển nhé các bác nhé. Xe thân vỏ rất là căng đẹp luôn ạ. Tất cả tình trạng zin đét hết các bác nhé. Em đang lổ máy nhưng mà máy in zit luôn. Con này thì nó là siêu chất luôn bác nhé bác nhé. Bác nào mà thích mẹc E thì đến xem và trải nghiệm chiếc xe là của em. Em khẳng định luôn, thị trường không có chiếc thứ hai luôn các bác nhé. Thị trường không bao giờ có chiếc thứ hai luôn. Vì sao mà em Khương dám to mồm như vậy là nó có lý do hết các bác ạ. Chỉ những chiếc xe đẹp em dám to mồm thôi các bác nhé. Em khẳng định luôn, con này các bác nào mà yêu xe thì đến xem con này thì các bác chỉ có ngất ngây thôi. Không ngất ngây thì em không lấy tiền luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Này, được cái lội thất kem này nữa các bác nhé. Lội thất kem này các bác này, hết bài luôn, hết bài hết vở luôn. Đây các bác này, giá trị sử dụng còn nguyên nhé các bác nhé, mới nguyên luôn. Xe chạy có gần chục vạn thì bác nào yêu xe thì các bác sẽ hình dung ra thôi. Trần chiếc tất cả các cái của em không có võng viết gì nhé, mà trần là nguyên bản, không có bọc lại các bác nhé. Đấy nó mới là giá trị của nó các bác ạ. Còn nhiều chiếc xe đời này nhé, em nói thật với các bác, trần chiếc này đã võng viết hết rồi, đã phải bọc lại rồi, nhưng chiếc xe này của em trần chiếc là còn nguyên luôn, chưa có bọc lại bọc lung gì luôn các bác ạ. Thế nó mới sướng. Vâng, thì em sẽ quay lướt qua một chút để cho các bác nhà mình tham khảo này. Đấy, để các bác biết này. Còn xe thì em khẳng định các bác rồi, các bác không phải, những chiếc xe nào mà em Khương đã khẳng định rồi thì thực sự các bác là các bác chỉ có đến xem mà giá và mua thôi, chứ không cần phải xem nhiều các bác nhé. Đây, tất cả đèn đóm này các bác này, và tất cả là projector rồi liếc lủng hết rồi các bác nhé. Này, đèn ở trong veo này. Đấy,
bên dưới từ những cái nhựa đen nhé, từ cái led nhé, không có lứt vỡ gì luôn các bác nhá. Đây, xe nó đẹp thì từ cái góc cạnh này, từ góc cạnh này nó đẹp các bác nhá, từ những cái đường này, từ góc cạnh nó đẹp, cảm biến cả mông cũng vậy, các chi tiết rất là sắc nét luôn các bác nhá. Xe đẹp thì nó khôn các bác ạ, mặt cản ca lăng này cũng sáng bóng luôn, máy lổ im rít luôn, con này máy cực chất luôn. Em Khương vừa mới đi từ Hà Nội về, máy con này rất là căng các bác nhá, máy con này rất là căng luôn. Những con xe nào em đã trải nghiệm rồi thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm cho các bác để các bác nhà mình hiểu các bác ạ. Đấy, con này thì em khẳng định luôn rồi, nó là siêu chất rồi, thị trường em khẳng định là không có chiếc thứ hai rồi các bác nhá. Xe nó rất là đẹp luôn, phà phiếc là trong veo luôn, một dàn lốp còn đẹp luôn các bác nhá, dàn lốp con này rất là đẹp ạ. Máy thế hệ mới rồi, máy con này thế hệ mới, rất là tiết kiệm xăng. Nhiều bác thì chưa đi mẹc bao giờ thì cứ bảo là mẹc tốn xăng lắm, tốn xăng vừa, và bảo dưỡng bảo trì tốn kém lắm. Nhưng mà thực sự là em nói thật luôn là các bác là chỉ nghe qua chuyển miệng thôi, chứ các bác chưa đi mẹc. Còn những bác mà đi mẹc rồi thì thực sự là em không thấy một từ phản nàn nào về cái mà như vậy cả đâu ạ. Vâng, những bác mà yêu xe Đức đang xem của em chắc là đều sẽ đồng tình với em đúng không ạ. Chỉ những bác mà chưa đi mẹc bao giờ thôi, và nghe qua lời nói, nghe qua mọi người nói thôi, thì là nghĩ là ôi dồi ôi nó bảo dưỡng nó đắt lắm, rồi là xăng cộ nó đắt lắm, nó tốn lắm. Nhưng mà hoàn toàn không phải. Em đã đi bao nhiêu con mẹc rồi, nếu mà mẹc E đời này nha các bác nhớ, không quá 8 lít. Em đang đi con E213 kia và E210 em đi hết rồi các bác nhá. Vâng, thì tất cả tình trạng con này thân vỏ rất là căng các bác nhá. Mép mủng này các bác này, các bác nhìn cái mép mủng này, nó khít các bác ạ. Và từ những cái đường gân nhất của em, xe nó rất là đẹp luôn. Con xe này cực đẹp luôn. Em phải săn mãi mới mua được con này đấy các bác ạ. Một đôi, xin thông báo các bác nhà mình nhá, một đôi chìa khóa zin là theo xe là còn nguyên các bác nhá. Đấy, tất cả là một đôi chìa khóa theo xe còn nguyên. Đó, thân vỏ rất là căng rồi các bác. Thân vỏ con này thì nó là căng đét rồi các bác nhá. Lật cái cốp cho các bác nhà mình xem này. Đây, từ cái gầm nhá các bác nhá. Đây, cái gầm này. Đây này, em gầm của em là rất thật nhá các bác nhá, chứ không có rửa ráy dọn dẹp gì nhá các bác nhá. Đây, mà bô viết là trắng tinh luôn này. Đó, các bác nhá. Đây, gầm viết của em đây, không có han một mọt gì luôn các bác nhá. Và đây, bác chủ cẩn thận thì đây các bác này, bác còn dán cả cái ni non này đây các bác này. Đấy, đây, em mới vừa về em rửa qua nước lã thôi. Đấy, lên sóng luôn cho các bác nhà mình đây các bác nhá. Bên trong đồ đạc là còn mới keng các bác nhé. Đây các bác nhìn này, mới tinh luôn ạ. Và lòng kiếp của nó đây các bác nhé. Đây lòng các bác nhìn này, từ cái đường keo từng kiếp của nó này, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Con này thì xuất sắc luôn rồi, thị trường không có chiếc thứ hai cơ mà các bác. Không bao giờ tìm được một chiếc mẹc này thứ hai đẹp như này luôn các bác nhé. Tại vì nó là quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Toàn anh em người nhà để cho nhau thôi các bác ạ, không đi ra ngoài. Xe chạy chuẩn gần chục vạn thôi, chuẩn chỉ nhá các bác nhá. Các bác cứ đến nhìn xem cái nội thất với cái máy con này thì nhìn thôi nó là ngất ngây rồi. Đây các bác này, xe nó rất là căng nhé, chung là đèn đón rất là mới các bác nhá, đèn đón mới. Còn bác nào thích thì đến các bác mua cả một chiếc xe cơ mà. Đấy, các bác đến xem trực tiếp thì sẽ thấy cái lời em Khương nói nó như thế nào, cái xe nó đẹp như thế nào các bác nhé. Còn quay đây các bác cũng có thể hình dung được, còn bác nào mà tinh ý thôi cũng có thể hình dung được cái xe của em nó đẹp nào. Con này thân vỏ rất là đẹp luôn, căng mọng bóng đẹp cực kỳ luôn. Mai em sẽ cho dọn rửa đánh bóng nữa lên thì cho các bác nhìn nó mới phê, cho các bác ngắm cái nội thất nó mới sướng được các bác ạ. Nó chả khác gì một cái nội thất mới cả các bác ạ. Bác nào mà tinh ý này các bác nhỉ, các bác nhìn cái da nó mới sướng này. Rồi ôi, đây này khác gì mới đâu ạ. Từ những cái chỉ cái chiếc này các bác này, chỉ chiếc cực mới luôn, đẹp tuyệt luôn các bác nhá. Từ cái phím này, cái này phím cao su là rất dễ bị bong này các bác này. Nhưng mà đây các bác nhìn này, không có bong chóc rồi nhá.
con mẹ E213 của em còn bị bong nhé, nhưng con này không bị bong nhé. Đây, ba nhìn này, đèn mát này, ghế này, ghế đẹp này mà. Mà nhất là nội thất màu kem nó mới sướng các bác ạ. Nội thất màu kem là cái nội thất rất là đẹp. Âm thanh của mẹ thì ôi dồi ôi, nó là thôi rồi các bác nhá. Con này cực đẹp này. Đây, các bác nhìn. Gương chiết chống chói hết rồi. Nói chung là rất là mới và đẹp. Hổ số này các bác nhìn chưa? Hổ số này khác gì xe mới đâu ạ. Đúng ạ, đây các bác nhìn này. Bóng lưu luôn này. Bóng lưu luôn. Đây. Để có chi tiết này này. Rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này. Nó mới từ những cái này cơ mà các bác này. Này. Rất là mới các bác nhé. Con này nó đẹp tuyệt rồi. Đây các bác nhìn từ cái trần này. Không có võng vếc gì luôn, không có bị võng luôn. Lắm con mẹc đời này võng hết rồi, phải bọc lại hết rồi các bác nhé. Con này của em còn nguyên hết luôn các bác nhá. Không có bao phủ quạt gì luôn. Này các bác nhìn này. Cái màu rất là đẹp các bác, sang. Mẹ cái màu này sang. Rồi, các bác này. Rèm rất là đầy đủ hết rồi các bác nhá. Và cái quan trọng là nó mới các bác ạ. Mới cực kỳ luôn các bác nhá. Đây. Thực sự quay con này nó mới sướng các bác, rất là nhiều cảm xúc luôn, nó mới to mồm được các bác ạ, xe đẹp, quay nó mới to mồm được. Rồi các bác này, cực mới các bác. Ghế đây các bác này, nhưng mà siêu mới rồi. Đằng sau là nó có màn hình LCD hết rồi các bác này. Ừ, những cái này nó đẹp này các bác này. Cao su non này, không bị rách này. Siêu đẹp luôn các bác, trần này. Các bác nhìn này, các bác nhìn này, trần này. Con này là hay để trong nhà các bác ạ. Trần nó mới không bị bong hết gì cả các bác ạ. Siêu đẹp luôn các bác nhá. Đời này nhá, đa số là bọc lại hết rồi các bác ạ. Bọc lại trần hết rồi, nhưng con này còn nguyên các bác nhá. Ghế rất là mới á. Ghế nó là cực mới luôn rồi. Ghế rất mới luôn. Nội thất kem nhìn nó tuyệt vời các bác ạ. Nó đẹp và quan trọng nhất là chất xe các bác ạ. Các bác cứ nhìn cái trần đấy, nhìn nó sướng các bác ạ. Nói chung là bác nào mà thích xe đẹp, yêu cây đẹp mà thích sưu tập xe thì con này của em thì thực sự các bác là nó là chậm hết luôn. Nó rất là mới các bác nhé. Các bác này, nó là tinh ý, chỉ cần nhìn từ tay này, đường chỉ này các bác nhìn này. Mới cực kỳ luôn các bác nhé. Cực đẹp luôn, tắp đi cực đẹp luôn. Rồi, ghế này, các bác này. Ghế rất là đẹp luôn ạ. Sỏi rồi. E250 thì nói là không phải nghĩ gì rồi, các bác ạ. Các bác thử ra cái phím của nó đây các nhá. Bên lái này các bác này vẫn còn nguyên này, không có bong trong này. Đó, cửa cái kính này, các cái cánh cửa này vẫn đẹp nguyên này các bác này. Từ những cái này bác chủ bác cẩn thận vẫn dán ni lông các bác nhé. Đấy này các bác này, các bác cái dùng như này thì khác gì là vẫn còn nguyên giá trị đúng không các bác. Rất là mới các bác nhá. Ngồi lại ngồi nhắc lại các bác nhìn này. Nhìn trước mà không có bị bong trong thì giờ này ngồi lại nhìn này. Đấy.
là phải biết về xe, chắc như thế này thôi là sẽ biết được cái tầm xe như nào rồi. Các bác cứ nhìn cái vô lăng củ số này, thấy cái độ chất độ đẹp rồi, chuẩn như trước này. Vâng, thì bác nào mà yêu thích Mercedes E, yêu thích xe đẹp thì hãy nhanh tay liên hệ với em theo số hotline 0833 1199 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhà mình nhá. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhà mình. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo ạ.